Xin chào anh chị em nhé Hôm nay tôi sẽ giới thiệu lên anh chị em mình một cái chuyên đề về cái bệnh TPD GPD nó gọi là bệnh mờ đục ở hậu ấu trùng hay là hậu ấu trùng thủy tinh trên tôm thẻ chân trắng nhé anh chị em mình lưu ý đây là một cái video mà chúng tôi làm theo cái thể thức của nhiều anh em yêu cầu nhé anh em bị mắc cái bệnh này nhiều và chết ở giai đoạn mới thả từ một ngày tuổi cho đến 20 ngày tuổi chết quá nhiều nên là anh chị em mình đã nhờ đến tôi để làm cái video này nhé thì phần lớn là cái video này chúng tôi sẽ chụp bằng một vài cái hình ảnh thực tế và và chúng tôi làm hệ thống bao quanh chữ chạy trên màn hình để giới thiệu cho anh chị em mình thôi anh chị em mình có thể không hiểu thì có thể đọc tạm dừng các video này nhé để đọc cái chữ trên màn hình nhé để mình hiểu hơn nhé và anh em chị em nào cần tài liệu thì hãy liên hệ với tôi để tôi sẽ gửi qua zalo nhé anh chị em mình lưu ý thì anh chị em mình lưu ý là cái bệnh mà độc hậu ấu trùng hoặc là hậu, hậu ấu trùng thủy tinh này TBD GBD này thì phần lớn là nó gây lên do một con vi khuẩn các nhà khoa học đã uh, xét nghiệm con vi khuẩn này bằng những cái mẫu tôm bệnh, tôm chết hoặc là những cái ao mà nhiễm bệnh TBD, GVD thì uh, phát hiện ra thì con tôm đang bị một cái loại vi khuẩn rất là quen thuộc đó là Vibrio parahaemolyticus con vi khuẩn này là con vi khuẩn biến chủng mới của cái con vi khuẩn Vibrio parahaemolyticus uh, phiên bản cũ uh, biến chủng cũ là nó chỉ gây bệnh gan tụy cấp thôi nhưng mà con này thì cái con Vibrio parahaemolyticus phiên bản mới này Uh, biến thể mới này nó rất là mạnh độc lực nó rất là cao độc lực nó cấp gấp nhiều lần cái con vi khuẩn cũ và nó làm cho con tôm chết rất là nhanh ở giai đoạn mới thả từ 1 cho đến uh, 20 ngày tuổi thì anh chị em mình lưu ý nhá thì ở đây phần lớn là nó do còn một con vi khuẩn uh, Vibrio vi biến chủng mới thì cái biến chủng mới này thì chúng tôi cũng có trệ chữ trên màn hình nhé anh chị em mình À, có thể tham khảo nhé lúc nào cần ở những cái vần chúng tôi đánh dấu màu đỏ ấy thì đấy là cái con vi khuẩn gây lên nhá anh chị em mình lưu ý Thì ở đây các nhà khoa học đã chạy PCR đã xét nghiệm bằng PCR phương pháp PCR và xét nghiệm và đã phân lập ra đến loài con này thì với anh chị em mình lưu ý là nó là Vibrio parahemolyticus biến chủng mới thì anh chị em mình lưu ý nhá những cái kết quả này anh chị em mình có thể tham khảo như trên màn hình những cái biến chủng này thì anh các nhà khoa học đã xét nghiệm rồi và đã đưa ra được bằng chứng để mình xử lý nó thì ở đây thì các nhà khoa học đã giúp anh chị em mình tìm ra được cái tác nhân bằng phương pháp PCR và nuôi quấy vi khuẩn. Thì nó đã phân lập chính xác. Anh chị em mình lưu ý là các nhà khoa học đã phân lập chính xác rồi. Thì anh chị em mình chỉ việc là sử dụng cái phương pháp của các nhà khoa học đã tìm ra được cái nguyên nhân gây bệnh, đã xoay chụp rồi xét nghiệm PCR để tìm ra được cái mầm bệnh để nuôi được cái đoạn gen gây bệnh của con này ra thì người ta đã phân lập được chính xác và À, nó là do tác nhân vi, vi khuẩn vibrio phaemophara phiên bản mới anh chị em mình lưu ý thì khi mà anh chị em mình đã chứng kiến được cái mầm bệnh của mình như thế này thì anh chị em mình phải tập trung vào những cái uh, liên quan đến phòng trị bệnh nhá anh chị em mình lưu ý thì ở đây chị anh chị em mình liên quan đến phòng trị bệnh thì anh chị em mình uh, ở cái giai đoạn đầu thì anh chị em mình chuẩn bị nước nhá chuẩn bị kỹ nước nước ban đầu anh chị em mình khử khuẩn diệt tạp kỹ vào và làm sao để nó ổn định được cái nước trước khi thả nhá thì thả tôm và trong quá trình thả tôm thì ở đây chúng tôi cũng đưa ra được cái phương pháp phòng bệnh vì nó liên quan đến con vi khuẩn hemeticus phiên bản mới biến chủng mới nó độc lực rất là cao nên anh chị em mình không còn cách nào khác phải kiểm soát con vi khuẩn này thì con vi khuẩn này để kiểm soát được thì anh chị em mình lưu ý cho tôi để mà kiểm soát được con vi khuẩn này thì anh chị em mình chỉ việc là uh, cho tôi uh, cái phương pháp là mình uh, sẽ xử lý diệt khuẩn thường xuyên thì ở đây diệt khuẩn những cái thuốc mà nó phù hợp với con tôm giống và nó phù hợp với uh, cái bệnh vi biến chủng mới. Thì anh chị em mình lưu ý nhá. Thì cái kết quả ở đây thì đấy có kết luận là cái dòng đỏ đỏ này anh chị em mình có thể tìm hiểu cái con vi khuẩn nhá. Uh, con vi khuẩn này thì anh chị em mình cũng tìm hiểu cái nguyên nhân gây bệnh thì chúng tôi đã tìm ra được rồi thì anh chị em mình chỉ việc là tham khảo nó thôi. Thì nó rào do con vi khuẩn thì chúng mình phải đi kiểm soát thôi. Thì anh em mình phải đi kiểm soát cái mầm bệnh này thôi. Thì phần lớn ở đây thì chúng tôi dùng cái phương pháp kiểm soát mầm bệnh thì đối với cái sản phẩm mà phòng kiểm soát cái con vi khuẩn parahaemolyticus này chúng tôi dùng cái kb 90 để nó phù hợp với con tôm giống thì cái kb 90 thì anh chị em mình một lát nó sẽ quan sát trên màn hình thì nó có thả hình ảnh của sản phẩm nhé anh chị em mình lưu ý là cái kb 90 này thì anh chị em mình sẽ sử dụng cho tôi là 100 g trên 1 ngàn mét khối nước đối với tôm giống nhé đối với tôm giống mới thả từ 1 đến 20 ngày tuổi anh chị em mình sẽ dùng cho tôi 3 ngày một đợt để mình hạn chế cái mầm bệnh gây bệnh tbd gbd nhé anh chị em mình lưu ý anh chị em mình có thể quan sát đây là những cái phương pháp phòng trị bệnh mà chúng tôi đã đúc kết ra để đưa lên cho anh chị em mình tham khảo nhé thì ở đây thì anh chị em mình chỉ cần lưu ý cho tôi là những cái phương pháp này thì chúng tôi đã nghiên cứu và sẽ đưa ra và đã hiệu quả cho một số vùng và anh chị em mình nên nhớ rằng là chúng tôi đã liên quan đến vi khuẩn gây bệnh mờ đục thủy tinh và bệnh hậu trùng thủy tinh TVD, GVD thì chúng tôi chỉ kiểm soát vi khuẩn và ăn thuốc phòng thôi. thì anh chị em mình khi mà ăn được những cái phòng thuốc này vào thì tôm nó đỡ bệnh hơn hẳn và nó sẽ giảm được tỷ lệ chết nhá. anh chị em mình cố gắng để quan sát để mình biết được cái này nhá. anh chị em mình lưu ý này. đối với những cái phương pháp này thì chúng tôi sẽ đưa ra những cái phương pháp anh chị em mình có thể tham khảo trên màn hình nhá. đấy như cái, những cái sản phẩm này. ngoài những cái sản phẩm này thì chúng tôi cũng đưa ra một số cái chế phẩm sinh học để mình xử lý nước nhá để mình cũng hạn chế được con vi khuẩn VRV HVT Hamethicus phiên bản mới thì anh chị em mình lưu ý Ở ngoài ra thì anh chị em mình chỉ cần tham khảo cho tôi thôi cái tên thuốc như vậy và đây là cái tên thuốc chúng tôi đã tham khảo trước cho anh chị em mình và những cái lần chạy nay và bao banh lần sau thì chúng tôi đã giúp anh chị em mình những cái bài thuốc anh chị em mình có thể quan sát trên màn hình này chúng tôi kiểm soát cái vi khuẩn KB9 bằng KB90 thì cứ 3 ngày một đợt và ba mọi người từ 3 ngày cho đến 20 ngày tuổi mà cứ 3 ngày một đợt xử lý cho tôi nhá thì nhiều 100 g trên 1000 mét khối thì cứ 3 ngày một đợt. Còn cái vi sinh ủ thì pin nắc tô thì anh chị em mình ủ trước cho tôi 2 ngày nhá thì ngày nào cũng tạt. Mỗi ngày tạt cho tôi 3 lít. Tạt cái vi sinh ủ này để tạo ra được cái pH thấp để nên giảm được cái mật độ cái vi virus phamê hemetocus phiên bản mới nhá. Để mình tạo được cái ưu thế vi sinh. Thì khi mà anh chị em mình Sử lý cái này xong rồi thì anh chị em mình sẽ cho tôi tôm dưới 20 tuổi anh chị em mình sẽ chưa ăn kháng sinh vội mà anh chị em mình chỉ ăn cho tôi cái bộ trợ gan ruột và chống sốc cho tôm thôi bằng k BKN và Betafe ba Bintafe 39 và Antichet nhé Anh chị em mình có thể tham khảo cái tên thuốc trên màn hình nhé anh chị em mình lưu ý, còn anh chị em mình lưu ý là cái con tôm mà khi mà trên 20 ngày tuổi thì chúng tôi cho cho ăn thêm một bộ kháng sinh. Chúng con tôi một bộ kháng sinh thì anh chị em mình nó gồm có Hanmet, BKN, Betafe 39 và Antichet nhá anh chị em mình ăn 10 ngày một đợt và phòng cho tôi 3 ngày liên tiếp nhá. Và sau cái đợt phòng kháng sinh này thì anh chị em mình quay lại ăn cho tôi những cái bộ để tăng cường sức đề kháng, bảo vệ gan ruột cho con tôm thôi nó gồm Biniver, BKN và Betafe vaccine và, và Antichep nhá. Anh chị em mình ăn cho tôi ngày hai bữa nhá và ăn liên tục trong quá trình nuôi. Anh chị em mình có thể tham khảo cái video và tạm dừng khi cần thiết anh chị em mình theo dõi chữ đọc trên màn hình nhá. Xin chào và hẹn gặp anh em.